là bỏ rơi được rác cá ti ti rồi. Ui, nó thấy tiêu rồi mọi người, nó dí theo. Trời ơi, nó hay quá. Kỹ năng sống của rác cá ti ti rất là cao. Nhưng bạn ấy rất là mê tiên cá, rái cá không chịu rời bỏ tiên cá quý vị à. Rái cá ti ti mất cha mẹ, coi tiên cá là cha mẹ của mình. Những ai đang làm hại những loài rái cá trong thiên nhiên xin hãy dừng lại đi. Rái cá là loài vật rất có tình cảm, yêu thương. Nhưng quý vị đã làm hại rái cá. Nay tôi phải sống trong thiên nhiên để trả nợ cho quý vị, giống như là Chúa Giêsu vậy đó. Phải hy sinh bản thân của mình để chuộc lại lỗi lầm của nhân loại. Tôi phải sống trong rừng sâu với rái cá, với chó cá, với vịt, với ngỗng, với chim, với đủ thứ con. Hằng ngày phải đi phóng sanh nữa. Trời ơi trời. Honey, Honey ơi, tụi con đâu rồi? Trời ơi, rái cá gì mà leo lên đầu không vậy? Giống như ông bà tổ tiên vậy. Honey, Honey. Khu rừng bí mật của Tiêu, khu rừng của rái cá. Rồi, rái cá xuống đây. Cứ than đói bụng hoài à. Tại mấy anh đi te đó hả? Mấy anh đi te cướp hết đồ ăn của em rồi. Những con gì bơi chậm chậm để em bắt được em ăn, mấy anh bắt hết luôn rồi em ăn cái gì? Mấy anh chơi kỳ quá, mấy anh đi te ơi. Mấy anh bớt chích điện cá tôm lại giùm em đi. Đó. Làm hết cách để bảo vệ thiên nhiên động vật nhưng mà không được. Nay phải sống luôn trong rừng với rái cá đó mọi người. À, số phận của chàng tiên cá Tion đây mà. Có bao nhiêu người ủng hộ Tion đây? Các bạn ủng hộ không? Ở trong rừng cũng có mũi ha. Tion thấy mũi nó bu con đó nha Ti Ti. Con ăn ở làm sao mũi nó bu con dữ vậy con? Tối tui nằm trong đây tui ngủ với con luôn à. Muốn tui ngủ trong rừng với con đêm nay hả?